hoa hồng trên ngực trái, lộ ảnh đám cưới của Khuê và Bảo. Quý vị khán thính giả thân mến, hoa hồng trên ngực trái đang thu hút sự quan tâm yêu mến của khán giả bởi những tình tiết bất ngờ khó đoán. Với diễn biến hiện tại của phim, đông đảo người xem tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi Bảo và Khuê. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cảm thương cho hoàn cảnh của Thái và mong muốn Khuê tái hợp lại với chồng cũ. Giữa lúc nhiều luồng ý kiến khác nhau xuất hiện thì dò dỉ hình ảnh được cho là đám cưới của Khuê và chàng trai đứng bên cạnh không ai khác là Bảo. Nàng mặc váy trắng tay cầm hoa, trang điểm xinh đẹp. Chàng thì mặc com lê thắt cà vạt bảnh bao. Khuê và Bảo không là cô dâu chú rể thì là những gì đây? Thế nhưng nhìn vậy mà không phải vậy, nhiều cư dân mạng lo lắng biết đâu Bảo chỉ đến chúc mừng với đám cưới của Khuê cùng một người đàn ông khác mà thôi. Vì trong ảnh, bên cạnh Khuê còn có một bờ vai nam nhi đã bị cắt mất rồi kia kìa. Quả thật, với tài bẻ lái cực mạnh của đội ngũ biên kịch khiến người xem phải ố á, mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên từ đầu phim đến nay, thì việc Khuê sẽ cập bến hạnh phúc với người đàn ông nào cũng tiếp tục là câu hỏi khó đoán, câu trả lời. Hoa hồng trên ngực trái hiện nay đã lên sóng được 27 tập. Càng đi đến hồi kết càng nhiều tình tiết bất ngờ, những nút thắt dần được gỡ bỏ và hàng loạt những mối nghi ngờ, oan ức của bộ phim đang dần được làm sáng tỏ. Những cặp đôi được khán giả tích cực đẩy thuyền là San với Khang, đặc biệt là Khuê với Bảo. Đối với San và Khang, rào cản đó là chênh lệch tuổi tác của hai người, nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Mà việc San đã từng qua một đời chồng, còn Khang lại là trai tân, liệu mẹ Khang có dễ dàng chấp nhận để hai người đến với nhau hay không? Nhưng với hình ảnh gần đây nhất đang được khán giả truyền tay nhau, đó là Khang bảnh bao, bế một em bé sơ sinh trên tay, khiến khán giả bán tín bán nghi. Liệu đây có phải là sản phẩm của San và Khang sau cái đêm say rượu không biết trời đất là gì ấy không? Đó vẫn là một câu hỏi lớn. Cặp đôi Bảo và Khuê mới là cặp đôi khiến khán giả lo lắng cho nhiều nhất và tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi này đến với nhau. Ấy vậy mà, hàng loạt hình ảnh do dỉ trên mạng xã hội khiến khán giả đứng ngồi không yên vì lo lắng Khuê sẽ về bên Thái và Ngân sẽ là kỳ đà cản mũi. Thế nhưng khán giả yên tâm đi, hình ảnh Khuê cùng Bống và Moon bên Thái đó chỉ là khoảnh khắc hai người sống vì con, gặp gỡ nhau vì con, chứ Khuê đã kiên quyết không quay lại với Thái rồi. Trước khi ly hôn, Khuê đã nói sau này dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ quay lại với Thái nữa. Theo như những thông tin được lan truyền gần đây do những khán giả yêu phim suy luận thì Khuê sẽ đến với Bảo, Ngân sẽ không còn cơ hội để đeo bám Bảo nữa. Ở tập 26 Hoa hồng trên ngực trái, trong ngày dỗ mẹ Bảo, ngoài những người bạn thân thiết của San và Bảo thì bất ngờ Ngân cũng xuất hiện với sự khó hiểu của mọi người. Rõ ràng Bảo cảm thấy khó chịu và San cũng không đón chào Ngân. Bữa cơm xong xuôi, Ngân về sau cùng. Trước khi về, Ngân vẫn còn muốn nán lại để được gặp riêng Bảo, nhưng Bảo tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ngân đã bỏ hết lòng tự trọng nói với Bảo, chừng nào anh còn độc thân thì chừng đó em còn có hy vọng. Và cô ta trơ trẽn ôm chặt lấy Bảo rồi hôn Bảo, khiến Bảo giận dữ đẩy ra rồi mở cửa tống thẳng Ngân ra ngoài và đóng sầm cửa lại với thái độ vô cùng giận dữ. Chính vì lời nói của Ngân, khi nào còn độc thân thì sẽ không buông tha cho anh, nên Bảo cứ nghĩ đến lại khó chịu. Tuy nhiên anh lại quên ngay Ngân khi nghĩ đến mẹ con Khuê. Hàng ngày Bảo gặp Khuê ở công ty, tối về Bảo lại rẽ sang nhà San, không phải vì lo cho em gái mà là một ngày không gặp Khuê là Bảo thấy nhớ. Việc này cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến cho Dung phát hiện ra. Ngay Bảo đã có tình cảm với Khuê, dù trước đó Dung hỏi Bảo có tình cảm với Khuê đúng không thì Bảo đã từ chối. Nhưng giờ đây Bảo biết lòng mình đã có Khuê. Đến công ty, mỗi lần không có ai, Bảo lại đứng ngắm nhìn Khuê say đắm. Rất nhiều lần Bảo muốn bày tỏ với Khuê nhưng lại không đủ can đảm. Dung đem chuyện này nói với San, San thẳng thắn hỏi anh trai về tình cảm dành cho cô bạn thân của mình. Biết được anh mình yêu Khuê thật, San đã bàn với Dung về việc giúp Bảo có thể tỏ tình với Khuê. Trong một ngày cuối tuần, họ đã tổ chức đi picnic. Tại đây có cả Bống và Moon, San, Dung và Tuấn. Chỉ có Khuê là không biết, còn mọi người đã ngấm ngầm chuẩn bị cho Bảo một không gian để tỏ tình. San nghĩ anh mình khô khan nên phải chuẩn bị một không gian thật lãng mạn, kéo lại sự cộc lốc khô khan của anh mình. Với sự chuẩn bị của mọi người, Bảo cũng chuẩn bị thật tốt cho mình. Trước khi mọi người vào bữa tiệc tối,
thì Khuê cùng các con ngạc nhiên vô cùng trước một khu vườn đầy hoa và ánh sao, lại có cả nến lung linh và rực rỡ. Các con thích thú, Khuê cũng ngạc nhiên không kém, còn hỏi San hôm nay có sinh nhật ai sao? San nói, không phải sinh nhật, mà là một điều còn bất ngờ hơn cả sinh nhật. Đúng lúc đó Bảo bước ra trước mặt Khuê, trước sự chứng kiến của mọi người, Bảo không hề khô khan cộc lốc như mọi người từng biết, mà từng câu từng lời Bảo nói khiến San há hốc mồm không tin nổi, đấy lại là anh trai mình. Màn tỏ tình đầy chất ngôn tình hiện ra trước mắt San. Ôi anh trai mình đây sao? Lời lẽ bóng bẩy ướt át và tràn đầy tình cảm yêu thương chứ đâu phải anh Bảo chuyên đếm số nữa. Toàn văn màn tỏ tình của Bảo. Anh đã phải trải qua thất bại trong tình yêu, tưởng rằng không bao giờ còn có niềm tin ở phụ nữ. Nhưng từ khi anh gặp em, trong chốc lát, em đã làm thay đổi con người anh, trái tim anh đã sống trở lại. Em như những ánh sao lấp lánh chiếu sáng tâm hồn mù mịt của anh bao năm qua, khiến tâm hồn anh, trái tim anh bắt đầu dạo dực. Đó chính là cảm xúc của anh mỗi khi đứng trước em. Mỗi ngày không được gặp em là như một thế kỷ trôi qua. Anh biết tổn thương trong em vẫn chưa nguôi, nhưng hãy quên đi tất cả và cho anh cơ hội được bên cạnh em, lo lắng cho em và cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống nhé. Anh yêu em. Khuê tròn mắt trước màn tỏ tình của Bảo. Kết thúc bài diễn văn tỏ tình của Bảo tuần lộc, tất cả mọi người hò reo vỗ tay cổ vũ cho Khuê. Bống và Mun cũng đồng thanh hô to. Mẹ Khuê đồng ý đi, mẹ Khuê đồng ý đi. Khuê ngượng chín mặt, nhưng không cho Khuê cơ hội lúng túng, Bảo tiến tới ôm chặt Khuê. Và đáp lại, Khuê cũng vòng tay ôm lấy Bảo. Vậy là họ đã chính thức thuộc về nhau. Những dự đoán của khán giả lại kèm theo những hình ảnh mới nhất vừa được dò dỉ, thì khán giả có hy vọng lớn rằng cặp đôi này cuối cùng sẽ về bên nhau. Chỉ là để đến được với nhau thì họ sẽ phải trải qua nhiều biến cố như thế nào mà thôi. Preview tập 28 Hoa Hồng trên ngực trái một lần nữa cho chúng ta thấy sự quan tâm đặc biệt của Bảo đối với Khuê. Thấy Khuê như có chuyện gì Bảo hỏi thăm thì Khuê nói về việc mất vé số trúng giải đặc biệt. Bảo đã cười rất tươi, nụ cười khác hẳn khi Bảo cười cùng bạn bè và em gái. Từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, chả mấy khi khán giả thấy Bảo cười, lúc nào cũng giữ khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Mà cả như nhân viên ở showroom ô tô nói là Bảo chả bao giờ quan tâm tới ai, giờ lại quan tâm tới chị Khuê như vậy quả là một điều lạ. Cùng đóng cặp với nhau trong nhiều dự án và đều vào vai người tình của nhau trong những mối tình giang dở. Liệu rằng trong Hoa Hồng trên ngực trái, Hồng Diễm và Hồng Đăng có được thành một cặp hạnh phúc ở cuối phim? Chúng ta hãy đón đợi những tập tiếp theo của Hoa Hồng trên ngực trái để biết rõ hơn nhé. Phim được phát sóng vào lúc 21:40 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Thank you.
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.